Nhã Phương xin chào độc giả L. Hiện tại thì bây giờ Nhã Phương đến với Mai Thị Nhã rất là tự tin, vì hiện tại các chương trình trong mềm vực chắc khỏe rất là nhiều. Trước đây thì khi mà đi một cái sự kiện nào đó hoặc đi đến một nơi nào tiệc cùng thì cũng rất là ngại, vì thứ nhất là mình không tự tin về bản thân của mình, mình cũng khá là tự ti. Nhưng mà bây giờ thì khi mà mình cũng đã chắc khỏe hơn mà da dạng cũng tự tin hơn, mình nhắc nhiều tự tin hơn rất nhiều. Workshop này trong ba cùng bạn thì anh cũng cảm thấy rất là háo hức sau khi mà tham gia workshop, thì biết là một cái sản phẩm rất là mới của Dancing là kem xả Dancing ấy, thì mình cũng rất là mong đợi thì với cái sản phẩm mới này không biết là đem lại hiệu quả cho các bạn phụ nữ như thế nào. Bán hàng Dancing hiểu rằng là phụ nữ hiện đại thì họ thay đổi kiểu tóc rất là nhiều, sấy uống nhuộm để phục vụ công việc và làm cho họ xinh đẹp hơn. Chúng tôi giới thiệu cái sản phẩm kem xả Germanic Miracle với mong muốn là đem lại sự tự tin tỏa sáng cho người phụ nữ hiện đại Việt Nam, và họ sẽ tạo ra được nhiều cái điều kỳ diệu hơn trong cuộc sống của họ.